Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GB khám phá Nhật Bản nha. Thì các bạn ơi, bữa giờ chắc là các bạn theo dõi trên cái kênh của mình, các bạn cũng biết là mình có chia sẻ một cái video là mình được gia đình mình được phỏng vấn các bạn được cái kênh truyền thông, kênh báo chí là BBC News tiếng Việt. Đến tận nhà mình phỏng vấn thì mình có share cái đường link đó, chắc có nhiều người cũng đã xem rồi á. Còn bạn nào mà chưa có xem á thì mọi người có thể đi tìm cái chữ là BBC News tiếng Việt và tìm video đó, hoặc là các bạn hãy đợi hết cái video này. Mình sẽ gắn cái video mà gia đình mình được phỏng vấn á ở cuối video này nha. Các bạn chờ và xem nha. Thì kể các bạn nghe câu chuyện này nè. Mình ấm ức lắm các bạn. Mình được người ta phỏng vấn xong rồi có mấy ông mấy bà hả đi vô trong cái video đó xuống bình luận các bạn, cà khịa mình các bạn. Đó, để mình cho các bạn coi nè. Đây mình cho các bạn coi nè. Đức Anh sao lên BBC nói chuyện với thái độ nghiêm túc vậy? Cười ha ha ha. Ức chế được chứ, ông này cà khịa tôi nè đúng không? Cái ông Edward này ông đang cà khịa tôi nè. Mình đã lên trên một cái kênh hơn 1 triệu sub thì mình phải đàng hoàng nghiêm túc chứ sao mà dám ăn nói xà lơ được các bạn. Ô, chưa kể cho có bà chị nữa nè, để mình kéo bạn coi. Đây, bà chị Lê Thị Nga nè. Phải khai thật là bình thường thứ bảy chủ nhật thường ủ mưu chôn vợ con chứ giúp đỡ gì nhau, giúp đỡ gì đâu. Người ta, cái gia đình của người ta đang xây dựng cái kênh là gia đình hạnh phúc, chồng Việt Nam đi làm chăm chỉ kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, vợ Nhật thì đảm đang chăm sóc gia đình ở cơm nước, đang xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc đẹp đẽ. Mình đâu, mình không bao giờ mình làm những cái video chôn mà nhây nhây này lầy các bạn. Không, mà bà chị này mới lên mới bình luận cà khịa, cà khịa mình như vậy các bạn, mình ức chế lắm, nên là mình quyết định hôm nay mình sẽ làm một cái màn chôn nho nhỏ nha. Ok, cái nội dung của màn chôn như thế nào thì ok, các bạn đi với mình qua góc máy bên đây cho nó đỡ nhàm chán nha. Thì các bạn biết không, hiện nay á, ở trên mạng xã hội á, đang có rất là nhiều những người mà mới nổi lên các bạn. Kiểu như là được nhiều người follow, rồi nhiều người đăng ký á, xong rồi họ nổi lên, họ trở thành một cái idol, một cái hiện tượng mạng. Xong rồi tự họ coi họ giống như là siêu sao hạng A nè. Họ nghĩ mình rất là nổi tiếng và thích nói gì nói, thích phốt ai là phốt. Hoặc là một số người họ còn gọi là sao ta, họ kiểu như là nói lại những cái nhãn hàng mà đã nhờ họ quảng cáo các bạn. Đó, họ xỉa xóa nhãn hàng. Đó, các bạn biết không, cái nhãn hàng họ nhờ mình quảng cáo thì họ cũng là khách hàng của mình, mà mình làm cái quảng cáo cho cái nhãn hàng đó thì mình cũng là khách hàng của họ. Hai bên mình không có kiểu như không có hợp với nhau thì mình không cần hợp tác thôi, đâu bắt mới đâu phải lên mạng mình xỉa xóa nhau luôn các bạn. Đó, cho nên mấy anh chị nào mà đang làm nhãn hàng, mấy anh chị hãy book em đi. Hãy đặt quảng cáo đi để em kiếm ít tiền để cuối năm nay em đưa vợ gia đình về Việt Nam nha. Thì dựa trên cái nội dung đó đó các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một cái màn chôn, đó là mình sẽ nói là Megumi bây giờ đang rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đang là như là siêu sao hạng A vậy các bạn. Nói chung là ca sĩ, người mẫu gì cũng không có nổi tiếng bằng Megumi nữa. Đó, thì để coi có phản ứng của Megumi thế nào nha. Cái thứ hai nữa là mình sẽ nói là hiện nay có một cái thẩm mỹ viện ở Việt Nam muốn nhờ Megumi đứng ra để làm cái hình ảnh đại diện, làm kiểu như quảng cáo cho cái thẩm mỹ viện đó, bằng cách là họ sẽ nâng ngực cho Megumi. Họ cho hai sự lựa chọn nha. Một là nâng ngực, hai là hút mỡ bụng. Đó, để coi Megumi chọn cái nào. Họ sẽ đài thọ cho mình từ A đến Z, cho cả gia đình vé máy bay nè, rồi chi phí nằm viện, rồi tất cả những thời gian khách sạn nhà ở gì, tốt chung là họ đài thọ hết luôn, khoảng từ khoảng 200 triệu đi, mình cho là khoảng 200 triệu đi, để xem coi Megumi có đồng ý hay không, có chịu hay không, và nói là Megumi giờ đang rất là nổi tiếng, có phản ứng của Megumi thế nào nha mọi người. Ok các bạn ơi, để cho cái màn chôn nó trở nên hấp dẫn nữa, để cho nó thực tế hơn thì mình có chuẩn bị đây. Đây là cái vé máy bay nha mọi người, có Vietnam Airlines luôn nè, và đây là một cái bản hợp đồng đó. Thì bây giờ mình sẽ giả vờ là bây giờ cái nhãn hàng đó họ đã book vé máy bay cho mình sẵn luôn rồi, đây có tên của hai người luôn. Cái này vé máy bay là do mình lên trên Vietnam Airlines các bạn, mình đặt cái xong mình bấm cái chữ thanh toán sau á là mình chưa trả tiền, thì nó ra một cái tờ giấy giống như cái vé máy bay điện tử luôn, cho nên là đây nè có tên của mình, tên vợ và tên hai đứa con luôn mọi người. Và mình làm cái tờ dịch vụ, cái hợp đồng dịch vụ giả vờ này các bạn, mình đao trên mạng về mà tờ tiếng Việt của mình không biết đâu, mình giả vờ mình sẽ làm một cái cái tài liệu để mình chôn cho hôm nay thôi. Đây là cái vé máy bay và đây là một cái dịch vụ hợp đồng dịch vụ mình đã ký luôn rồi đó. Nếu mà em mà không đồng ý nâng ngực á thì em sẽ bị hợp đồng này phải đền cho người ta là khoảng 100 triệu đó. Kìa, thấy hấp dẫn rồi, thôi ok không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ xét máy và mình sẽ vô màn chôn Megumi cho mọi người. Ok, let's go. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kêu Megumi lên để chôn nha mọi người. Hồi hộp lắm các bạn ơi.
không biết có trôn được hay không nữa. Mê ưa ôi đe hai á cưa もう一戦の？いいよ、後で。大事な話やるから。ちょっと見て。寝る。何書いたの？ん？今ね、いい情報と良くない情報があって、どっちの方が先に聞きたい？いい情報。いい情報。良くないのが先に聞いて、先に。いいのがいい。いや、いい。あのね、今ね、ベトナムで女優がすごく人気なんだよ。え、そうなの？そう、あの、歌手よりメグすごく人気。いや、それはないでしょ。ほんとほんとほんと、それはないよ。今、メグベトナム方みんな知ってる。ミカを見たらすぐわかる。メグに、メグに。そう、それ絶対ほんとほんとほんと、そうです、ほんとほんとほんと、すごく実部だけですごく人気今は。そう、いやいやいや、だからさ、いろんなブランドがさPR してほしい。そうそうそう、その中のすごく人気な、なんか美容院みたいなところの美容施設、あの施設するところね、あの頼まれたの。PR してほしいんだって。で、ジムで200万ぐらい払ってくれるんだって。あ、払ってくれるの？そう、ベトナム帰る費用、チケットとか、ホテルとかいろいろベトナムにいる期間も全部お金払ってくれるの。すごいじゃん。そう、でもメグが顔を出してくれるだけ。本当？あの美容院のことだけ。いいかも。うん、行く？うん。でもさ、うん、でもさ、やってほしいことあるんだって。うんうん、あ、そう、やっぱりあの美容院だからさ、うん、あの手術しないといけないから、あの、そう、その中に2つあって、1つはあの包茎手術するか、お腹の脂肪を吸引するか。吸引？そう、吸引。どっちか一つだけ選べれる。だって乾くの痛いでしょ。うん、やっぱおっぱい大きくしたら結構いいじゃん。何で欲しいの？そう。嫌だ。嫌なの？うん。お腹の吸引するのは？痛い、怖そうだし。全然痛くない。だってさ、おっぱいをさ、ここを切って、シリコン入れて、大きくなるの。顔がなってる。そんな感じ。怖い。みんな見せるじゃん、こう。いやいやいや。じゃあ、なんか今、でかいがさ、ここさ、穴開けて、で、このぐらい指の、あの、棒で、入れ、刺さって、刺さりながら、吸って、怖いじゃん、本当に。吸ってくれる。いやだな。え？嫌なの？大丈夫、あの保証してくるの。もしあのやってる途中でもし、まあ、最悪死んじゃったら燃やしてくれる。そうじゃない。お金払ってくる。1000万円払ってくれる。保険あるから。なんか死んでんじゃん。それもらえる。はぁ、意味わかんない。嫌なの？なんだ。だっておっぱいいいじゃん。だってまずね、先生がね、いっぱいね、もんで、柔らかくまでもんで。意味ないじゃん、それ。その後切って、入れて、大きくなる。意味ないじゃん、それ。触る意味ないじゃん。うん、先生触りたいじゃん。そんなわけないじゃん、私は。梅君すごく人気で、可愛くて、先生は、あの、触りたくて、そういう、なわけないじゃん。そういうの出したんじゃない？なわけないじゃん。やだなぁ。いいじゃん。やだぁ。なんで？今一番チャンスなのに、200万ももらえるんだよ。もらえるけど。もらっていうか、全部その分で払ってくれると。だからベトナム行けるんだよ。あの、ふえ、ほやん、なな、ふこっく。痛いけど。全部行けるんだよ。痛いけど、リスクが怖い。ほら、チケットとかさ、買ってくれたんだよ。ほら。え？ほら、めぐみ、あ、はるく、あ、全部リリちゃんとカスヒも行ける。そう、決めちゃった。再来月ぐらい。何も聞いてないじゃん。ん？もう契約もきしちゃったの。え？サインしちゃったから。なんか一つだけ、今メグ聞いてるの。だからどっちか一つだけ、本気をか、お腹の脂肪吸引するのか、どっちか、あの、サインしてもらうの。え、なんで勝手に決めてるの？だからこれチャンスだよ。
早く決めないと他の人が取っちゃうから。だってメグがやるんでしょ手術。まあメグやる。なんでメグじゃなくてアン君書いちゃったの。俺代わりにサインしてくれた。やめてよ。あげた。意味わかんない。何勝手にやってんの。いいじゃん。だって200万もなんかメグ絶対嬉しいと思うから。だって可愛くなるじゃん。意味わかんない。何。だってケイ君さ、これ今もう行かないともう50万払わないといけないから。はあ、だっていいじゃん。なんで勝手にやってんの。意味わかんない。おっぱい大きくなるじゃん。可愛くなるじゃん。もうやだよ。あれ自分のやれる。自分ってどこやるの。俺も女になったら俺もすぐやるんだよ。なんでね、マジあげないんだけど。ちょっとお父さん、本当にお願い。お願い。いや勝手に決めないでほしいんですけど。だってもう契約しちゃったから、おっぱい大きくするか、お腹の方か、どっちかだけ、一つだけいいじゃん。やだ。今今度おっぱい大きくなってこう言っても、みんな見るじゃん。かわいい、めぐみちゃん。今言ったらもう人気で証より。いや、そうだね。本当、もうなんかアイドル、すごくアイドル。そう。人気なアイドル。見たらみんな見たら、あ、めぐりー。絶対嘘、それは。本当。ふざけてるもん、本当に。いや、マジで人気だよ。いや、てか、それはどうでもよくて、なんで勝手にやったの、ありえないんだけど。だってそれ、チャンス。だってめぐがやるんだよ、どっちかって。いいじゃん、俺ランマラか勝手に決めた。ダメだよ、パパ。怒るよ、それは。なんで？だって今もうやんないと50万どうすんの。知らないよ、自分で勝手にやったんだからさ。どうにかして。どうにかしてって、だって無理、どっちかとか本当にやだ。嬉しいかなと思ったのに。だって怖いじゃん、急にそんな話。痛そうだし。どうすればいい。こっちが勝手に決めるからじゃん。やだ。じゃあおっぱいあげる。大きくする。やだ。じゃあどうすればいいの。やだ。だって50万だよ。うん。じゃあ50万出してんじゃん。迷惑、本当に。契約サインしちゃったから。勝手にやりすぎる。めっちゃ人気だから。やだ、超迷惑なんですけど。だってどっちかしか選べないの。やだ、すごいやだな、本当に怖いし。まあそれしかないから、その契約の中に補強かお腹の脂肪吸引するのか、その2つしかないから。もう嫌だって。もう絶対その2つしかないの。そう、絶対。うん、だってそのメール来たのはその2つだけだから。他のも知らない。何やりたいの。は？はって何。歯並び直すとか、インプラントするとか。どこの歯。うん、上の歯。ここ。うん、日本ですればいいじゃん。でも日本だとさ、1本50万ぐらいするから。それこそ1本で50万。うん、何するの。インプラント1本で。インプラントはどこと。歯をつける。だってそんな高いの。高いよ、日本は高い。そしたらの、補強にいいじゃん。補強だ。だって、別にこっちよりこっちの方がまだ。でも、それをメル、それの中に書いてないの。ちょっと聞いてみれば、調べて。聞いてみなよ。なんかやってるかもしれないじゃん。いやー、補強か、お腹吸引するのか。歯だったらやる。歯だったらやるの。うん、だって、昔ね、直したの歯並び、子供の時。うん、だけど戻ってきちゃったの、どんどん。すごい綺麗だったんだけど、お前はどんどんなんか戻ってきちゃって気にしてるの。
僕今一番したいのは母でしょ、うん、これ日本ではすると50万でしょ、うん、だからじゃあベトナムで10万したらする？やるやるの、うん、分からない、あの人はするかちょっと聞いてみてよ。いや多分あの人多分あの法教科はお腹だけだと思うよ。でもメグ可愛いから、一つしかない。そうメグ可愛いからあのおっぱい見たいんじゃない？それ意味ないでしょ。あの先生はおっぱい見たいからそれしかないの。歯は無理って。わかんないよ、聞いてみないから。いやもう決めた。あいやそうは決めた。違う。もうこの先生のことを分かってる決めた。やだやだやだ。ちょっと聞いてみよう。そしたら絶対やるから。したらやる。それ以外なら。体怖いもの。いや絶対しないと思うの。もう、うん、あの外契約するのかもう50万か払うのかそれしかない、うん、ありえない。本当にありえない。なんで本当にありえないでしょ。勝手に契約って自分の体ならいいけど、うん、自分だったらどこを大きくすればいいの？大きくじゃなくてここもおっぱい大きくしてる。そうじゃないけど大丈夫の体じゃん。いいじゃん、可愛くなっていいじゃん、奥さんだから。じゃあ50万頑張って働いて自分で返して。50万じゃない、50万ないよそんな。なんでやらないの？ないよ、痛いじゃん。怖いし。すごくいい情報なのに。やりえないでしょ、勝手に決めて。何がいい、自分がいいと思ってるだけだよ。嬉しいかなと思って。迷惑。もう契約でチケット買っちゃったんだもん。チケットも切れてない。買うからいけないじゃん。お願い。すごい。そんな嫌なの？怖いし。見て。これ見て、そこドッキリだ。見て見て、上見てカメラ置いてるんだ。そんな、そんな人気見えよ、あなたは。出るよ、そのぐらい。そんな先生とかに。それは真に受けないけど。でも本当にさ、本当に契約とか言ったからもう。でも本当にあのそれを頼まれたらやる、おっぱい大きくするの、全部お金払ってくるやる。絶対失敗しないな。やるの？どうしよう、やっぱやだから怖いかな。だって死ぬとか言ったからさ。死ぬ？絶対死なない。死ななかったらするじゃん。でも死ぬってだけで。だっていつかさ、いつかやばくない？老後。分かんない。死ぬ前とかやばくない？死んだらね、もう癒す時にはこれシリコン2個も残してる。分かんない。分かんない。OK、乾杯。痛い。OK、乾杯。乾杯。乾杯。乾杯。乾杯。Cô này các bạn, cô không có muốn nâng ngực hay là bơm bột mà muốn làm răng.すごい言っちゃったんだけど、歯のこと結構気にした。歯やりたいの、インプラント。やりたい。インプラントやりたい。日本本当に50万だよ。本当に50万。Ở Nhật các bạn làm răng thì tốn tới cả trăm triệu cái răng các bạn. Về Việt Nam không biết rẻ hay không, làm cái implanto là làm cái chồng gì, cái răng gì Megumin nói mình cũng có đành được các bạn. Đó, thì không biết bên Việt Nam mà rẻ chắc cho về làm ấy còn. OK. OK, rồi hôm nay mình đã thực hiện một cái màn chôn. Nói chung thì... Kêu ra nói gì?OK, nói chung video hôm nay khá là dài rồi. Nói chung đây mình đã chôn Megumi cũng mày chôn nhỏ nhỏ thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video đến lúc này. Các bạn thấy video thú vị cho mình xin like, đăng ký, chia sẻ video giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau nha. Bye bye. Và YouTube nè. Bye bye. Chúng ta sẽ tập hôm nay. Mới đi. 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 Mới đi.